Nhiều người cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời cho khách hàng muốn sở hữu một chiếc Vios mang thương hiệu Toyota trong thời điểm hiện tại. Không chỉ sở hữu một chiếc xe an toàn bậc nhất trong phân khúc, khi mua Toyota Vios thì khách hàng còn nhận được ưu đãi kép vô cùng hấp dẫn. Phân khúc sedan hạng B quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu ở tại thị trường như là Hyundai Sen, Honda City hay là Toyota Vios. Khi nói rằng đây là phân khúc có doanh số cao nhất trong thời gian hiện tại có sự cạnh tranh gay gắt nhất trên thị trường hiện nay. Kể từ đầu năm cho đến nay cả ba mẫu xe này đều có doanh số là hơn 1.000 xe trên một tháng được gửi đến tay khách hàng. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tiện nghi những mẫu xe thuộc phân khúc này đó là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe di chuyển hàng ngày trong thành phố và thỉnh thoảng có những chuyến đi chơi xa. Cùng với đó khá là lịch lãm trong những chuyến giao dịch công tác buôn bán làm ăn. Một nhân viên văn phòng làm việc ở tại khu vực phía Bắc ở Hà Nội có một nhu cầu mua một chiếc sedan hạng B để phục vụ cho nhu cầu trong gia đình gồm có bốn người. ưu tiên hàng đầu của anh đó là sự an toàn để bảo đảm cho các thành viên trong gia đình khi đi lại. Bên cạnh đó thì mức giá phù hợp với tài chính của bản thân đó là một yếu tố rất quan trọng trong thời điểm hiện tại để mà cân nhắc. Không phải tự nhiên mà Toyota Vios lại trở thành một mẫu xe bán chạy nhất trong thị trường trong nhiều năm liền. Sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp kể từ tháng 2 2021 thì Toyota Vios hiện sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật về an toàn khi đạt 5 sao Asian NCAP hàng đầu trong phân khúc hay là sở hữu 7 túi khí an toàn, 6 cảm biến, camera lùi, dây đa an toàn 3 điểm cho tất cả các vị trí. Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ và khung xe GOA. Ngoài ra thì mẫu xe sedan 5 chỗ của Toyota cũng không thể thiếu những trang bị tiêu chuẩn như là hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rất nhiều trang bị hiện đại. Bên cạnh đó thì Toyota Vios hiện đang phân phối tại thị trường với nhiều phiên bản rất phong phú cho sự lựa chọn của khách hàng. Tương ứng với 6 phiên bản với mức giá, Vios 2021 được trang bị hàng loạt tính năng đánh giá và hơn hẳn so với các đối thủ như là đèn LED, ghế da, các kết nối vân vân. So với Hyundai Sen thì Vios hiện có tổng chi phí nhiên liệu tiêu hao trên 100 km trong 3 năm thấp hơn. Ngoài ra thì chi phí khấu hao sau 5 năm sử dụng và chi phí bảo dưỡng của Vios cũng thấp hơn so với các đối thủ khác. Những điều này sẽ giúp cho chủ sở hữu tiết kiệm được kha khá hầu bao của mình. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội thì điều quyết định khiến cho nhiều khách hàng xuống tiền để mà đưa Vios về nhà mình đó là cơn mưa ưu đãi của Toyota trong thời gian hiện tại Toyota đưa chương trình ưu đãi giảm giá phí trước bạ là 30 triệu đồng tùy theo từng phiên bản là một cơ hội hiếm có để khách hàng mua được một chiếc xe bán chạy hàng đầu thị trường với mức giá khá là hợp lý theo đó mức cụ thể như sau với phiên bản Vios G mức giảm là 30 triệu đồng là mức giảm cao nhất còn tất cả các phiên bản còn lại như là virus ECBT 7 túi khí, virus ECBT 3 túi khí, virus EMT 7 túi khí và virus EMT 3 túi khí đều giảm giá là 20 triệu đồng Việt Nam. Như vậy thì thay vì phải trả là 581 triệu cho virus G thì chỉ cần trả hơn 550 triệu, tiết kiệm là 30 triệu đồng Việt Nam. Khách hàng có nhu cầu mua xe trả góp thì chính sách tài chính nhiều hỗ trợ của Toyota cũng có lợi hơn hẳn so với vay trực tiếp từ ngân hàng ưu đãi khoản vay lên tới 80% giá trị của xe với thủ tục rất nhanh gọn và lãi suất là 2,99% trong 6 tháng đầu. Lãi suất sau đó cũng thấp hơn các ngân hàng thương mại khá nhiều. Chúng ta chỉ cần có khoảng hơn 95 triệu đồng là có thể sở hữu ngay một chiếc xe Vios với mức trả hàng tháng chỉ từ 4 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm. Khi mua xe mà thôi, thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian cũng như là công sức là điểm cộng lớn của gói tài chính này khi được phục vụ tận tâm đến khách hàng, miễn sao để xe về với gia đình càng sớm càng tốt. Nói về xe hạng B cũng xin giới thiệu một chút đến quý vị khán giả về thương hiệu hạng sang cũng là của Toyota. Dòng xe Lexus NX 2020 cũng sẽ ra mắt trong thời gian ngắn tới đây mà thôi. Chiếc SUV hạng sang nhỏ gọn được giới thiệu lần đầu tiên bằng những hình ảnh rò rỉ kể từ tháng 2. Và cho đến thời điểm hiện tại thì dường như dòng xe Lexus NX 2022 không có nhiều thay đổi về hình dáng thiết kế cũng như là về kích thước. Tuy nhiên phần đầu và đuôi xe có thiết kế hoàn toàn mới và phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mới nhất của công ty. Các điểm nổi bật khác bao gồm đèn pha sắc nét hơn, lưới tản nhiệt góc cạnh hơn, đèn hậu rộng hơn theo hình ảnh mới đây thì chiếc crossover mới nhất của Lexus có đường viền đen và đây là đặc tính thường thấy trên những phiên bản thể thao của NX. Các phiên bản thấp hơn sẽ mềm mại hơn với đường viền mạ chrome xung quanh lưới tản nhiệt và cửa sổ bên hông. Bên trong khoang lái, Lexus NX sở hữu nội thất hoàn toàn mới. Bảng điều khiển cùng với các tấm ốp cửa được nâng cấp, màn hình thông tin giải trí trên bảng điều khiển trung tâm được thiết kế nghiêng về phía người lái và cùng đồng hồ cũng là dạng kỹ thuật số với kích thước màn hình lớn hơn. Tương tự như phiên bản tiền nhiệm thì thế hệ thứ hai của NX sẽ được giới thiệu với cả hai biến thể xăng và hybrid. Phiên bản cơ sở có một chút tùy chỉnh của cơ xăng 2.0 quen thuộc, động cơ hiện nay đang có công suất là 235 mã lực. Vì thế chúng ta có thể hy vọng một động cơ mới sẽ có công suất khoảng 250 mã lực. Hầu số tự động sẽ là tùy chọn duy nhất. Lexus cũng có một tùy chọn động cơ hybrid kết hợp với động cơ xăng 2.5 và một motor điện hộp số CVT. Sự kết hợp này có thể mang lại công suất là 194 mã lực phiên bản hiện tại hoặc là có thể hơn. Bên cạnh đó, với thương hiệu xe sang của Toyota, còn có thể cung cấp một phiên bản blockchain hybrid mới. Công ty sản xuất xe Nhật Bản đã đăng ký nhãn hiệu cho một mẫu NS450h và đây là một phiên bản được phát triển trên nền tảng PHEV của Toyota RAV4. Điều này có nghĩa là động cơ 2.5 sẽ được kết hợp với một vài động cơ điện, nó có khả năng mang lại công suất là 300 mã lực và khả năng di chuyển lên đến là 6 km chỉ với động cơ điện. Thế hệ thứ hai của NX sẽ có mặt ở tại thị trường Mỹ vào cuối năm với giá khởi điểm là khoảng 39.000 đô. Mức giá này sẽ khiến cho dòng xe này trở thành đối thủ của BMW X3, Mercedes-Benz GLC hoặc là Cadillac XT4 nhiều khách hàng Việt cũng mong một dòng xe này về nước chỉ trinh giá vài ngàn đô. Tuy nhiên điều này khó có thể xảy ra khi giá được chào bán ở tại Mỹ là 39.000 thì về Việt Nam dấu chấm hỏi lớn là bao nhiêu? Theo lẽ thông thường thì khi thị trường chuẩn bị đón những dòng xe mới về thì những dòng xe đời cũ hơn tại trục rịch giảm giá và không ngoại lệ thương hiệu Hyundai đặc biệt là dòng xe Hyundai Santa Fe đời cũ lại giảm giá đưa đến một mức giá khá là người bất ngờ đối với những người Việt trước đây đã từng mua dòng xe này để sử dụng thị trường ô tô chứng lại do ảnh hưởng trực tiếp từ dịch coronavirus và hiện nay đại lý cũng như là các hãng xe đăng ra sức tung ra các chương trình ưu đãi giảm giá để thu hút khách hàng và đồng thời xả hàng tồn kho để chuẩn bị đón phiên bản mới. Thông tin nhiều đại lý Hyundai thông báo xả kho Hyundai Santa Fe đời cũ với mức giảm sâu lên đến là 150 triệu đồng Việt Nam chuẩn bị để đón phiên bản mới. Thông tin nhiều đại lý Hyundai thông báo xả kho cụ thể phiên bản Hyundai Santa Fe máy xăng cao cấp hiện được các đại lý chào bán còn là 1 tỷ 035 triệu đồng, thấp hơn cả trăm triệu đồng so với giá niêm yết của dòng xe này, trước đây là 1 tỷ 135 triệu đồng. Ngoài mức giảm tiền mặt thì khách hàng còn được tặng thêm gói phụ kiện trị giá lên đến 50 triệu đồng. Mức giảm tương tự cũng áp dụng với các phiên bản khác của dòng xe Santa Fe. Thực tế thì trước đó khi thông tin Hyundai Santa Fe 2021 rục rịch ra mắt ở thị trường trong nước thì các đại lý đã bắt đầu áp dụng mức giảm giá lớn cho Hyundai Santa Fe lên đến là 120 triệu đồng. Hyundai Santa Fe đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ tư, đã ra mắt thị trường Việt kể từ tháng Giêng 2019 theo diện lắp ráp trong nước. Xe có 6 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ là động cơ xăng hoặc là dầu. Động cơ xăng có dung tích 2.4 sản sinh công suất là 188 mã lực và mô men xoắn là 241 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như là Honda CRV, Nissan e và Mitsubishi Lander. Ở tại thời điểm này thì đây là một mẫu xe được nhiều đại lý bán trinh lệch giá lên mức từ 100 đến 200 triệu đồng Việt Nam, khiến cho không ít người tiêu dùng khá là bức xúc khi đã từng mua dòng xe này để mà sử dụng. Mặc dù là Santa Fe có nhiều ưu điểm nhưng theo phản ánh của một số người tiêu dùng, mẫu xe này cũng có một số nhược điểm như là hàng ghế thứ ba chật, không thoải mái cho hai người lớn ngồi. Trần xe khá là thấp tạo cảm giác tù túng giống như xe 5 cộng 2. Bên cạnh đó, lồng già hai bánh sau tấm lót làm bằng nỉ không thích hợp cho kiểu thời tiết khí hậu ẩm của Việt Nam. Ngoài ra nhược điểm của Santa Fe máy dầu đó là ồn, càng sử dụng lâu máy nổ càng to, tiếng ồn càng lớn và gây khá là khó chịu. Phiên bản nâng cấp mới 2021 của mẫu xe này cũng đã chính thức trình làng ở thị trường quê nhà Hàn Quốc dự kiến là sẽ sớm ra mắt ở thị trường trong nước mà thôi. Hyundai Santa Fe 2021 vẫn sẽ được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản. Tuy nhiên, theo thông tin từ đại lý, giá tạm tính của mẫu Rossover 5 cộng 2 chỗ ngồi này sẽ nằm trong khoảng từ 1,3 tỷ đồng Việt Nam cho đến hơn 1,5 tỷ đồng Việt Nam, tức là tăng hơn 300 triệu đồng so với xe đời cũ trước đây. Theo khảo sát trong thời gian này, thị trường nhận trên dưới 15 mẫu xe đang giảm giá với mức giảm phổ biến từ 40 triệu cho đến 160 triệu đồng Việt Nam. Có thể kể tên như là Subaru Forester giảm sâu là 159 triệu đồng, Honda CRV nhận ưu đãi 130 triệu đồng. Mức thấp hơn có Ford Everest giảm là 75 triệu đồng Việt Nam. Và đây là một số những mẫu xe quý khán giả có thể tham khảo thêm ở tại đại lý và theo cái ưa chuộng của mình theo thương hiệu nào, thương hiệu Mỹ, Nhật hay là Hàn Quốc để có một chiếc xe ưng ý nhất cho gia đình phục vụ cho nhu cầu đi lại của gia đình chúng ta.